Hôm nay thì em Việt sẽ giới thiệu cho anh chị một mẫu xe máy xăng số tự động anh chị. Chiếc xe này là chiếc xe Toyota Fortuner 2019 anh chị ha. Với tông màu đen cực kỳ là đẹp luôn. Và bây giờ em với anh chị sẽ cùng nhau xem thử là chiếc xe 2019 này nó còn được bao nhiêu phần trăm về chất xe nó đẹp như thế nào anh chị. Chiếc xe từ 2019 đến đây mà anh chị xem phần đèn pha nè, còn cực kỳ là mới luôn. Và ngoài ra thì nước sơn của chúng ta là nước sơn màu đen anh chị. Sơn zin còn rất là nhiều luôn anh chị ha. Ở đây là lớp xe này. Đó, lớp xe khá là dày. Ngoài ra thì bốn lớp là còn nguyên zin theo xe luôn anh chị, tuần thứ bảy của năm 2019. Ở đây là ba cái sóc ở phía bên trong xe nè. Đó, và cũng như là lồng về đây. Và phía bên ngoài ngoại thất của chiếc xe Fortuner 2019 này thì như anh chị cũng đã thấy thì đã được trang bị phần ba gam mui về che mưa, ốp tay nắm cửa cũng như là có bể bước chân. Và tay nắm cửa này thì chúng ta đã được tích hợp với lại chìa khóa thông minh smart key rồi anh chị. Đó, keo chỉ của xe thì là nguyên zin nguyên bản, chưa bị mất bất kỳ một con nào luôn anh chị ha. Phần tắp đi cửa của chúng ta là phần tắp bi có một da với tông màu là tông màu chủ đạo tông màu nâu, có bốn cái cửa kính lên xuống auto một chạm cũng như là có điều chỉnh và gập gương tự động luôn anh chị ha. Đây là phía bên trong nội thất của xe nè, em sẽ quay cho anh chị xem. Thì nội thất là tông màu nâu, ghế là có ghế da luôn chị. Đó, ghế này rất là căng luôn chị ha. Ngoài ra thì chúng ta có cả ghế chính điện luôn đó, có ốp bước chân rồi có thảm sàn cao su luôn nè anh chị. Vô lăng thì cũng đã được tích hợp với các cái phím bấm điều khiển cái màn hình Android bên kia, có ga tự động cruise control. Xe thì đi mới 45.000 km, chất xe còn cực kỳ là đẹp luôn anh chị ha. Đây là màn hình Android IK đó. Hộp số tự động có hai chế độ lái là Eco và Power. Xe dán phim cách nhiệt lỗi tốt toàn thân xe, cũng như là có cam hành trình trước sau và có cả camera lùi luôn. Đây là hàng ghế thứ hai nè anh chị. Một chiếc xe Fortuner 2.7V một cầu nhập khẩu Indo. Nói chung thì chất xe này là chất xe đi gia đình là đúng luôn, tại không quá là đẹp đi. Đây anh chị có xem ha, trần xe nhìn rất là mới luôn. Đó. Xe này thì có 3 vùng điều hòa độc lập. Mình dán phim cách nhiệt là dán phim Luma luôn nè chị. Và ở sau này thì mình có camera lùi cũng như là đã có cảm biến da. Ngoài ra cốp của chúng ta thì là cốp chính điện luôn anh chị. Đó, cốp chính điện xe thì được trang bị 3 hàng ghế anh chị ha. Tất cả các cái dụng cụ thay lớp dự phòng như chìa khóa thì bên em đã kiểm tra cho anh chị rồi, còn đầy đủ và nguyên zin hết nha anh chị, còn đầy đủ hết, ốc ác nè, chưa tháo mở nè, keo chỉ cũng vậy luôn. Xe này thì là full lực sử hãng cho nên là anh chị có thể check test thoải mái luôn nha. Đó. Đây xe có cốp chính điện nè. Đây là động cơ của chiếc xe Toyota Fortuner 2019 bên em nè anh chị, ốc ở nắp carbon anh chị có thể xem ha, chưa tháo mở cũng như là keo chỉ của xe, keo chỉ có nắp vô là nguyên zin nguyên bản, tất cả cái lỗ hấp thụ xung lực cũng như là đinh bấm đây chị có thấy còn nguyên anh chị ha. Và động cơ thì cũng chưa có sửa chữa hoặc là tháo mở gì cả, động cơ con này thì rất là bền bỉ luôn. Anh chị có thể xem đây, khung sườn của xe nè. Đó, xe này thì bên em đã vệ sinh động cơ cho anh chị sạch sẽ rồi, nói chung là nó không có bị hiện trạng của chảy nhớt hay là xì dầu gì cả anh chị nha. Đó. Và bên em sẽ bao cho anh chị tới hãng cũng như là có phiếu xác nhận chất lượng xe cho anh chị, là xe không đâm đụng, không ngập nước, không sửa chữa động cơ hộp số nha. Hiện tại thì bên em đang chào bán cái chiếc xe này với mức giá chỉ 784 triệu thôi anh chị, 785 triệu thôi anh chị ha, 785 triệu còn thương lượng cho cả nhà. Và nếu như ai quan tâm tới mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số 0923466979 ngay nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ. Bye bye.